Vâng, xin chào mọi người. Quay cây lưỡi hổ cho mọi người xem nè. Trồng 4 năm mới được như thế này. Kín chậu hết rồi. Trồng 4 năm rồi mọi người. Cây lưỡi hổ rất là nhiều, dày luôn. Bây giờ chuyển sang chậu lớn. Ở dưới là cát thôi mọi người, ở trên sau này mình bỏ đất, cát hốt sang bớt nè. Chậu mình tự đổ nha, những cái chậu này là do mình tự đổ. Bây giờ đưa nguyên chậu, ôm nguyên cục lưỡi hổ này, ở dưới một người cầm, đưa nó vào. Và sau vài phút thao tác và đã hoàn thành, bỏ vào chậu rồi mọi người ơi. Cây lưỡi hổ này cao chỉ tầm gần 1,5 mét mọi người. Tất cả những cái lá lưỡi hổ này trung bình cao gần như ngang nhau thì tầm 1,4 mét. Rất đẹp, chơi cùng với lan kiếm, lưỡi hổ, chơi cùng với những cái chậu tác phẩm lan kiếm. Bưng nguyên cụm vào luôn, khi lấy ra chậu vẫn còn nguyên si, không có bị vỡ luôn. Khi mà mình lấy nguyên cái chậu lưỡi hổ này ra thì mình nhúng nước cho nó thật là mềm, nhão đất là mình bưng lên rất là dễ dàng. Ở dưới là cát, ở trên là mình bỏ đất. Cái cây lưỡi hổ này có mặt ở nhà mình tầm 3 đến 4 năm rồi mọi người. Chơi khá là lâu mới được những cái chậu lưỡi hổ to như thế này. Đây là trồng dày á mọi người. Tầm 30 40 lá. Video chia sẻ cây lưỡi hổ mình cho sang chậu lớn. Đến đây cũng xin được kết thúc. Mọi người xem thấy hay thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh nha. Sắp tới chậu này nó ra những cái mầm rất là nhiều, được sang chậu lớn này. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi.